Vâng, một tuần đổi cầu tới đấy, game thủ chim sẻ nắng như vậy là quân thì vẫn cứ lạc đối hơn. Chúng ta vẫn đang chưa thoát khỏi cái kiếp quân xấu hơn. Nhưng còn bài như nào chúng ta cùng chờ đợi trận đấu đầu tiên của series đấu thứ tư. Bàn đánh máy tới được game thủ chim sẻ. Còn đây bàn máy tới được game thủ he. Như vậy là hai quả đầu thì đều đang là ổn. He cầm Minoan trong trận này. Đổi ngược lại thì nó sẽ là ngon hơn. Bởi vì sẽ có rất nhiều những trận đấu highlight cần bắt đầu bài cầm Minoan, còn he thì hơi ít thì phải. Không biết tôi nói có phải không. Nhà của sẻ đang là một cái nhà tương đối kín, rừng riêng là rất nhiều, rừng đen cái lại cầm cà thà. Chứ nếu như đây là một loại cung đội tuyển ví dụ như AC, ACL chẳng hạn thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Những bước dò đầu tiên của game thủ chim sẻ, các bạn có thể thấy là sẻ đang đánh hơi được cái mùi không thơm, ngay lập tức mang hai nông dân đi dò, toàn thấy rừng thôi. Thực ra nếu như mà anh em cái map này của sẻ mà ví dụ biến thành thực tế thì thực sự anh em sẽ cực giàu luôn. Thì gỗ bây giờ rất quý. Và nhưng đen cái là trong đế chế này nó không có những cái tơn, không có cái chức năng là chuyển gỗ thành thực để có thể kích đời. Và sẻ các bạn thấy vẫn đang chưa thấy cái gì ăn cả. Đây là con voi đầu tiên dành cho sẻ và cái bầy hiêu thì nó thôi tít bù khơi dành cho chim sẻ đi nắng. Mà láo nháo nó vẫn phải ăn cái bầy hiêu đấy cơ. Nếu như ở trên GG tôi khẳng định các bạn là tôi sẽ quit. Thề với anh em, nếu như tôi gặp bài này của game thủ chim sẻ ở trên GG là tôi sẽ quit. Nhưng đây là đánh đỉnh cao và sẽ cần phải hết sức tập trung đến trận đấu này và cần tận dụng tối đa tài nguyên và đợi chờ đợi những sai lầm của đội bạn. Đây con voi đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ. Như vậy là có voi có quả, đồ ăn về cơ bản là đã ổn rồi khi cộng với thêm một cái bầy yêu sách ở phía bên trên góc 12 giờ. Nhưng mà và hãy cùng chờ xem là sẽ thấy cơ cấu như thế nào trong bài đấu này thôi. Mà đánh máy của game thủ he liệu rằng nhà he có kín không, có cung an Minoan. Tôi nghĩ rằng là với Minoan thì nên đánh cung an thẳng thôi khi đội bạn có Maxi. Bởi vì nếu như cả he mà cũng đánh chém trận này thì sẽ tạo điều kiện cho Quýt có được đất chơi với bài cầm Maxi và Dynamic. Đây là quả phụ dành cho he, vẫn đang thiếu một đồ ăn nữa. Trở lại với máy của game thủ chim sẻ, đồ ăn đã đủ rồi. Nhưng mà là sẻ phát hiện ra được bầy hiệu đầu của mình ở gần với chiếc BS rất tốt. Nhưng mà theo kim báo về là he đang nói nhỏ là gần màu 6 cam Quýt cầm Maxi. Maxi thì có thể ôm bom, là một trong những loại quân ôm bom gần như là tốt nhất rồi. Với những loại quân đi chiêng đồng ba và có cả ca rẻ hơn một nửa so với ca bình thường, Maxi là một trong những loại quân ôm bom cực tốt, đặc biệt là trong map là. Nếu như hè đánh Kuma thì tôi nghĩ rằng sẽ sẽ người chéo cánh trận đấu đầu tiên luôn. Khi mà phía bên kia BB cầm Phonesian thì khả năng đánh cung R của BB cũng là tương đối cao. 25 nông dân dành cho game thủ chim sẻ. Kích đời 8-11. Như vậy là he ăn quả đấy khổ sẻ. Rách thế nhở. Sẻ ra ăn một bầy yêu cực xa. Đây là máy tới được cái thủ he he. Thấy ăn hai quả thì lực cũng sẽ khỏe thôi. Như vậy là 15% và 17% dành cho BB và Quýt. Anh em bên Liên Quân 2 có thể dò cái con số khác không? Như vậy là theo như chỉ số dò trong 3 trận liên tiếp của game thủ Cam Quýt, tôi có thể phán lô luôn ngày mai đó chính là 17,71. 3 trận liên tiếp Quýt dò 17% trong trận đấu này. Trong buổi giao hữu ngày hôm nay, 17,71 sẽ là một con số rất đẹp cho những ai yêu thích bộ môn số học. Và các bạn có thể thấy là bài của he đang chưa biết cơ cấu kiểu gì, rất đau đầu. Thôi chém đi. Ôi giời, ông lên đây muộn. Nhất bản đồ. Các bạn theo tin báo về là đội bạn là hai game thủ kích 9 đi với Quýt cùng kích 9 trong trận này. Còn đây là sẻ không thở nổi,
đó những gì mà chúng ta có thể hình dung. Sẻ 26%, he 20%, 11-03 thì những cái thủ chim sẻ và 25 nông dân của đội bạn là hai game thủ kinh chín. He nào, he cũng đang vừa mới kích đời rồi. 11 ép đời thì có lẽ rằng đó là một khoảng thời gian ép đời rất sớm đối với những game thủ top N cộng 1. Nhưng đối với những game thủ top 1 như thế này thì thực sự đó là một khoảng thời gian ép đời quá muộn. Sẻ do công giáp đầy đủ và tạt qua nhà của game thủ he một cánh của nhà he một tơn khi được thông báo rằng Quýt là người ở cánh phía bên này, Bi sẽ là người đánh cung. Tôi đoán Bi người đánh cung thôi, chưa thấy các game thủ thông báo gì, nhưng có lẽ rằng là với việc mà cả hai game thủ cũng được quá sớm thì Bi hoàn toàn tự tin với bài Bi có thể hoàn toàn tự tin với bài lên đời sớm của mình khi cầm phô thôi. Vậy đây tơn chọc thẳng vào nhà của cầm phô Lesian tới từ cả hai game thủ ở phía team Liên Quân 1. Chơi con tê trước, một lờ dành cho game thủ chim sẻ và tăng ngay cái lờ thứ hai. Con ngựa giò vẫn đang không phải là công giáp đủ và bị dần đập cân chết luôn. Lực cũng là khá khỏe cho chim sẻ, hai lờ đều. Như vậy là đã có y. Các bạn có thể thấy như tôi đã nói, trong trường hợp mà cả Minoan của cái thủ he cũng đánh chém thì sẽ tạo điều kiện để cho Quýt. Không có lý do gì mà Quýt lại không đóng y trong một trận đấu mà cả hai bên phía đội bạn đều đánh lạc đà cả. Đấy là một điều kiến thức cực kỳ cơ bản theo sách giáo khoa và cũng không thủ phù được với những con y của game thủ cầm Quýt khi mà Quýt là người cầm Max C. Phải đánh yếu được Bi, chắc chắn phải đánh, thậm chí phải đánh chết Bi thì trận này mới có cửa. Chỉ cần đánh chưa chết Bi, Bi còn sống ngày nào thì sẽ khoai ngày đấy khi mà Quýt trên ra y và đâm tứ tung khắp nơi. Tháo lại 30 rồi thì chim sẻ sẽ cũng tình huống đi vòng và muốn vào thẳng ruộng chính của Bi. Tơn cung thứ hai của Bi cũng đang đều, có lẽ là sẽ đều 8 con cung R. 2v1 phần máy của game thủ he he. Tháo lại 28/56 theo thông tin báo về Quýt đang chui vào nhà của Bi. Quýt đâu có bắt cái ăn hoang cạnh nhà y đấy, ở gần nhà BR của Bi. He đang vậy, đây là máy của he. Vậy rất tốt dành cho game thủ he và luộc được bãi gỗ của game thủ cầm Quýt. Ba mươi trên 52 trở lại với máy của game thủ chim sẻ vẫn đang tương đối, như vậy là y bắt đầu đâm vào nhà của sẻ rồi. Vâng, tương đối khó trong trận này, he dường như đã bị đẩy quân không thể đánh nổi. Thực sự là đội bàn cứ 15 và 17, 114 và 17% dã liên tục vào kỳ người ta gọi là chịu. 1-0 trong C4 dành cho các thành viên của phía team Liên Quân 2. Chúng ta cùng nghỉ ngơi một giây lát trước khi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây.